Cảm ơn quý vị đã tiếp tục đến với Cà phê Sài Gòn sáng nay. Thưa quý vị, thời điểm được coi là khung giờ vàng trên truyền hình là khoảng từ 19 giờ đến 21 giờ mỗi tối. Thế nhưng một thực tế là khung giờ vàng của nhiều kênh truyền hình hiện nay được phủ sóng bởi các chương trình giải trí như game show, tấu hài, phim truyền hình v.v. Những chương trình tin tức đang ngày càng trở nên lép vế so với các chương trình giải trí khác. Trong bản tin ngày hôm nay, nhân ngày 21 tháng 6, ngày báo chí cách mạng Việt Nam, nhóm phóng viên của FBNC đã có một cuộc khảo sát nhanh các khán giả truyền hình tại thành phố Hồ Chí Minh. Khảo sát nhanh này cũng phần nào cho thấy tâm lý cũng như ý kiến của người dân đối với các chương trình hiện nay, bao gồm mảng tin tức. Mời quý vị theo dõi. Tôi thì tôi thích xem tin thể thao và đá banh. Hiện tại thì tụi mình thích xem những chương trình thực tế của Hàn Quốc như là Running Man, Family Outing. Tôi đã thích coi phim truyện và đặc biệt là Chuyển động 24 giờ trên truyền hình. Tôi thường xem phim hoạt hình, các chương trình thực tế, các game show hài. Tôi thường xem game show hoặc là show trực tế. Chương trình danh hài vào ngày Chủ nhật hoặc cuối tuần. Thời sự, tin tức thời sự. Mình thích các chương trình thực tế, các show thực tế và các chương trình âm nhạc. Thích xem những chương trình của anh Trấn Thành. Có Trấn Thành là mình sẽ xem. Sông Tấn Xã là coi về thời sự với lại về nói chung là tình hình trong nước. Thì buổi sáng là tôi thích cái chương trình thời sự của VTV1 hoặc là chương trình Chào Buổi Sáng. Tôi thì hàng ngày phải nói là hàng ngày đều xem tin tức. Thường xuyên, hầu như ngày nào tôi cũng coi vào buổi trưa và buổi tối. Thì lâu lâu em cũng xem 60 giây. Dạ không. Thì tôi thường xem vào cái lúc 7 giờ tối, tức là 19 giờ đấy. Không, thường không để ý đến tin tức. Thường anh xem tin tức là nhiều. Mình cũng thường ít coi tin tức. Diễn ra hàng ngày hàng giờ. Mình có biết được cái tin tức cái thời sự đấy nó diễn ra ở trong nước hay là thế giới. Để tôi nắm được thông tin thời sự nóng hổi trong nước cũng như quốc tế trong những ngày trong ngày và những ngày gần nhất. Thì có tin tức, có được thêm những thông tin, mình làm những cái bài văn, mình có thể có được những dẫn chứng tốt. Dạo này các kênh tin tức thì mình chỉ tin vào được một phần thôi, mình không tin vào được nhiều. Hiểu được cái cuộc sống của hiện tại của người dân trong nước mình thế nào. Thường thì không có lợi cho việc học, không có quan tâm lắm. Nó có thể cho chúng ta biết được những cái tình hình khắp mọi miền của đất nước, những thông tin về hình sự, về đời sống của nhân dân. Dạ sẵn sàng ạ. Thường là không, thường là giờ để học bài hoặc là làm việc riêng. Chắc là không, bởi vì tôi chỉ thích xem bóng đá nhiều hơn là tin tức. Muốn dành thời gian để học ôn tập để có thể đạt được kết quả tốt nhất. Vì cả ngày mình đi làm, mình không có theo coi những cái tin tức trong ngày được. Thì cũng có, nhưng mà mình chỉ xem những cái tin tức mà nó đúng. Từ ngày 25 tháng 6 tới đây, xe ô tô sẽ không được phép lưu thông trên một số tuyến đường tại thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin này vừa được Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh công bố nhằm tạo thuận lợi cho người dân trong việc đi lại tại một số tuyến đường nói trên. Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh vừa có quy định cấm ô tô lưu thông trên các đoạn của một số tuyến đường trên địa bàn thành phố. Trong đó, các tuyến đường Nguyễn Văn Đậu, Vũ Huy Tuấn và Vạn Kiếp thuộc quận Bình Thạnh sẽ cấm ô tô di chuyển từ 6 giờ đến 22 giờ. Một số đoạn đường khác thuộc tuyến đường Lê Văn Định, Phan Văn Trị cũng cấm ô tô lưu thông từ 6 giờ đến 21 giờ hàng ngày. Xin được chuyển sang một thông tin khác. Tại cuộc họp sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2016 vừa diễn ra mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo sẽ xem xét siết chặt việc tổ chức ăn nhậu vào đêm khuya. Sở dĩ phía Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có thông báo về việc xem xét tổ chức ăn nhậu vào đêm khuya là do số vụ giết người và mâu thuẫn trên bàn nhậu tăng cao trong thời gian qua. Mặc dù số vụ cướp giật tài sản hay vi phạm hình sự trong 6 tháng đầu năm giảm hơn so với thời gian trước, tuy nhiên vụ giết người lại tăng hơn 10%. Trong tổng số vụ giết người, có đến 70-80% nguyên nhân là do mâu thuẫn cá nhân trong cuộc sống, đặc biệt là từ các cuộc ăn nhậu vào đêm khuya. Do vậy, việc hạn chế tổ chức các cuộc ăn nhậu kéo dài có thể giảm đáng kể được những mâu thuẫn không đáng có. Thưa
Thưa quý vị, buôn bán xoài lắc, cốc lắc hay bánh mì nướng, muối ớt là những nghề được nở rộ khắp đường phố tại Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, nếu nhìn nhận về thời gian tồn tại của những nghề kinh doanh này, nhiều ý kiến cho rằng cũng như những nghề buôn bán trước đó, các quán hàng này chỉ tồn tại theo kiểu sớm nở tối tàn. Vì sao lại nói như vậy? Xin mời quý vị cùng theo dõi phần ghi nhận của chúng tôi ngay sau đây. Ghé vào chiếc xe đẩy bán bánh mì nướng muối ớt của gia đình nhà anh Trần Mạnh Tùng trên đường Dương Bá Trạc, quận 8, chúng tôi gặp khá đông người đang đứng đợi để mua cho được phần bánh mì ở đây. Có giá 8.000 đồng một ổ, nhưng với đầy đủ nguyên liệu như tương ớt, mayonnaise, chà bông và sở hữu màu sắc bắt mắt, nhưng ổ bánh mì nóng hổi này đã nhanh chóng gây được sự thích thú đối với mọi đối tượng khách hàng, nhất là trẻ em chỉ sau một thời gian ngắn xuất hiện trên đường phố. Nắm bắt được nhu cầu của nhiều người, anh Tùng và gia đình đã tìm hiểu và bắt đầu bán món ăn này cách đây hơn một tháng. Mỗi ngày bán khoảng từ 2 giờ chiều đến 10 giờ tối, với số lượng bình quân khoảng 400 ổ. Không chỉ riêng anh Tùng, mà hiện có hàng chục, hàng trăm người đang bán món ăn được cho là có mùi vị hấp dẫn này. Đơn cử tại con đường Dương Bá Trạc, với chiều dài chỉ hơn 1 km, nhưng chúng tôi ghi nhận được gần 30 xe đẩy tương tự. Tuy nhiên, cách đây khoảng 2 tháng, con đường này lại nở rộ và được biết đến với hàng chục xe bán xoài lắc, cốc lắc, chứ không phải là bánh mì nướng muối ớt như hiện nay. Tương tự, đã gần 2 tháng qua, đường Phạm Văn Đồng, quận Gò Vấp trở nên tấp nập hơn với đông đúc bạn trẻ và các gia đình đến ăn món mì cay, trong đó nổi bật là mì cay Naga 7 cấp độ. Tuy nhiên, khi hỏi về nguồn gốc của loại mì này, hầu hết các chủ quán đều trả lời không biết, chỉ thấy nhiều người quan tâm và hỏi ăn nên tìm hiểu cách nấu trên mạng, sau đó mở quán kinh doanh. Điều đáng nói là những chủ quán, chủ xe đẩy ở đây cũng không mấy mặn mà với việc kinh doanh hiện tại, vì họ cho rằng một thời gian nữa, những món ăn này cũng sẽ dần đi vào quên lãng và nhường ngôi cho những món mới. Mặc dù vậy, họ vẫn buôn bán một cách cởi mở, thậm chí mở thêm nhiều chi nhánh để kịp thời phục vụ nhu cầu của khách hàng. Sau đó, có món mới thì sẽ lại đổi để tiếp tục thu lời. Có thể nói, nghề buôn bán xoài lắc, cốc lắc, bánh mì nướng muối ớt hay mì cay cũng tương tự như việc mở bán bún đậu mắm tôm, trà chanh chém gió hay khoai tây lắc trước đây. Nghĩa là chỉ nở rộ khắp các đường phố trong một thời gian ngắn, sau đó đóng cửa vì không có ai thèm ngó ngàng tới. Theo quan điểm của nhiều khách hàng, mặc dù cách chế biến các món ăn này không có gì khó, tuy nhiên lại khá lạ so với những món ăn hàng ngày, nên tên gọi cũng đặc biệt, do vậy gây ra nhiều tò mò. Mặt khác, tâm lý số đông, lối sống a-dua của khách hàng, đặc biệt là giới trẻ, cũng là yếu tố quan trọng quyết định đến sự tồn tại của những nghề kinh doanh lề đường này. Bởi lẽ hầu hết mọi người chỉ ăn cho vui, ăn cho có phong trào và ăn với suy nghĩ, món nào đang hot thì ăn món đó. Trên thực tế, các món ăn nói trên không đảm bảo dinh dưỡng, thậm chí ngược lại, đã có nhiều trường hợp phải nhập viện do ăn quá nhiều. Thời gian qua, việc ăn mì cay cấp độ cao được cảnh báo là nguy hiểm, bởi không ít trường hợp bị đau bao tử và suýt phải nhập viện. Do vậy, mặc dù được biết đến nhiều, nhưng các món ăn này không thể so sánh và cạnh tranh được với những món ăn truyền thống đảm bảo dinh dưỡng hàng ngày. Đây chính là những lý do khiến các nghề kinh doanh lề đường sớm nở chóng tàn giữa vô vàn nghề buôn bán, giữa sự cạnh tranh ngày càng gay gắt để tồn tại theo thời gian. Và xin chuyển sang thông tin thị trường chứng khoán ngày hôm qua. Chứng khoán hai sàn tiếp tục tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 21 tháng 6. Các cổ phiếu vốn hóa lớn đóng vai trò tích cực cho đà tăng của chỉ số, thanh khoản dần được cải thiện. Chỉ số VN-Index tiếp tục thẳng tiến lên mốc 630 điểm ngay từ đầu phiên giao dịch. Thị trường được sự hỗ trợ tích cực từ các cổ phiếu vốn hóa lớn, Blue Chips, trong đó đáng chú ý nhất là Vinamilk khi đã bắt đầu diễn biến tích cực trở lại sau thời gian dài im ắng. Dòng tiền trên thị trường có dấu hiệu hướng vào các cổ phiếu có tính cơ bản tốt, hoạt động giao dịch vì thế cũng trở nên tích cực hơn. Bước sang phiên chiều, sắc xanh tiếp tục duy trì vững chắc trên toàn sàn, tuy nhiên lại có phần thu hẹp so với phiên sáng. Lực bán vẫn còn nhiều ở các cổ phiếu Blue Chips nên sức bật của thị trường chưa cao. Nhóm cổ phiếu dầu khí sau phiên bứt phá mạnh đã đảo chiều giảm điểm trở lại. Khép phiên VN-Index tăng 0,25% lên mốc 628 điểm, thanh khoản đạt hơn 2.500 tỷ đồng, tương đương gần 128 triệu đơn vị. Tại sàn Hà Nội, chỉ số HNX Index diễn biến khá giằng co trong phiên sáng. Thị trường vẫn đang thiếu sự bứt phá của các cổ phiếu mang tính dẫn dắt trên sàn này. Diễn biến rung lắc tiếp tục xảy ra trong phiên chiều, nhưng chỉ số cũng đã kịp lấy lại sắc xanh vào cuối phiên. Chốt phiên HNX Index tăng 0,16%, đạt 84,5 điểm, khối lượng giao dịch trên 57 triệu đơn vị, ứng với hơn 930 tỷ đồng, trong đó thỏa thuận chiếm gần 40%. Vừa rồi là một số tin tức đáng chú ý trong nước. Chúng ta sẽ tiếp tục phần tin tức FBNC với những thông tin đáng chú ý của châu Á. Nhiều doanh nghiệp tại Hồng Kông đang chuẩn bị cho kịch bản nếu Anh rời khỏi Liên minh châu Âu.
Nhật Bản khẳng định sẽ không can thiệp để hạ nhiệt đồng yên nếu chưa cân nhắc thật kỹ hiện trạng kinh tế.